Chuyên mục hôm nay mình sẽ làm nồi con xe Future. Em trai này mới dọn xe nè, anh em thấy là số 1, số 2 nó giật. Sau khi mình chạy thì nồi nó giật thiệt anh em. Rồi xe này là dọn 20 mấy triệu á nha. Tháo ra mới biết được anh em ơi. Rồi chủ xe là thay bộ nồi mới là đúng rồi anh em ơi. Ồ vô lò xo độ nữa nha, lò xo này làm như lò xo độ rồi nè. Là kệ cứ dắt ra đi tính sao. Xe này là đi hai lá sắt có nhầm nè anh em ơi. Ha. Hiện tượng là quá nhiệt nè anh em thấy chưa. Thứ hai là ảnh thay luôn nguyên một cái bộ nồi neo nè, có đầy đủ chuông ba càng vàng luôn, ba càng dài luôn mà tự nhiên chạy không ngon đó. Cái ảnh vớt chuông lại với dán bố lại nè anh em. Rồi hư bộ nồi nha, giờ mình sẽ tán chuông lại, tán chuông về gót không là một, với lại đi bố ba càng FCC thôi. Bố này có ảnh bố zin nè, thì ảnh mới thay bộ nồi thì mình giữ lại bố cho ảnh nha. Đầu ra đó rõ ràng cặp đế nhôm này họ vớt nè anh em ơi, họ vớt nè, cái vớt không có đều anh em ơi. Để mình khách nói như sao nghĩ sao trở về nguyên bản rồi thôi, thì để mình sẽ tư vấn với khách. Rồi chuông đen là chuông thép nha. Là thứ nhất hay là mình sẽ thay bố FCC nha. Đây bố này là bố ba càng ngắn thôi, bố ba càng ngắn nha. Rồi đâu ra đó nói rõ ràng, combo này là chống rung giật rồi đó. Thế chung là định bệnh phải cho đúng nữa. À, nắp 6 cọc nè, là nắp tâm ly hợp nè. Đó, thấy chưa? Đây nha, ok. Ghi xong thì rất là nhẹ nha anh em. Anh em nào có dòng xe này mà bị lỗi gì ghé mình làm cho. Xe chạy ổn định rồi mình kết thúc video đây nha anh em.